Vâng, chào mừng các bác và anh em đã quay trở lại với kênh Hoàng Long Âm Thanh Số. Ở video này thì em sẽ là một cái video hướng dẫn chi tiết cho anh Dũng cũng như tất cả các bác khi mà chúng ta mua một combo karaoke gồm một nâng tiếng và một chiếc vang thì chúng ta đấu nối như thế nào. Ở đây thì hai thiết bị này em đang vừa mới khui thùng ra và đang chuẩn bị ghép cho các bác đây. Trước tiên là xoay về cái mặt sau, em sẽ hướng dẫn luôn cho các bác cách kết nối. Đầu tiên chúng ta sẽ nối vào nâng tiếng trước, sau đó chúng vang. Lý do vì sao em lại nối nâng tiếng trước, tại vì như vậy nó sẽ không bị ảnh hưởng tới cái chất của mic, tức là tiếng mic nó sẽ không bị méo mó, không bị thay đổi. Và thứ hai là nó sẽ không làm ảnh hưởng tới khả năng chống hú của con vang nữa. Vì bản thân con vang này, KM50MX này hay KM80MX là xử lý tiếng mic rất là tốt rồi, tiếng mic rất là hay rồi. Và chúng ta không cần phải tác động thêm, mà chúng ta chỉ cần nâng, cải thiện cái tiếng nhạc đầu vào để đưa xuống con vang này, sau đó hòa quyện cùng với tiếng mic xuống cúc đẩy. Đấy là lý thuyết của bên em, và đây cũng là cái cách mà bọn em hay hướng dẫn các bác và anh em kết nối. Và đây là cái cách mà nó dễ nhất và nó đơn giản nhất và không cần phải quá nhiều kiến thức. Còn với những em chơi sâu rồi thì chúng ta có thể thay đổi nâng tiếng phía sau con mic, phía sau con vang, sau đó chúng ta có căn chỉnh làm sao để cho nó hài hòa vừa tiếng mic vừa tiếng nhạc. Thì đấy là những anh em mà chơi sâu rồi thì chúng ta có thể kết nối kiểu như vậy. Ở đây thì em sẽ hướng dẫn cho các bác cách kết nối thông thường thôi. Đầu tiên là tiếng nhạc đi, chúng ta sẽ lấy tiếng nhạc từ trên TV xuống và đầu hoa sen này nó sẽ đưa vào đây, cổng in các bác nhớ nhá, cổng in này là màu trắng nhá, hai cái màu trắng. Còn cái cổng out là hai cái màu đỏ. Cổng out là nó sẽ đưa tín hiệu ra, và đưa ra thì nó sẽ đưa xuống tiếp là đưa xuống cái con vang. Đây đường ra đây. Chúng ta sẽ đưa vào đầu vào con vang là cổng out X1 hoặc 2, chúng ta đấu tùy theo 1 hoặc 2. Cứ trắng và trắng, đỏ và đỏ. Rồi, tiếp theo là đến cái đường ra. Đường ra của con vang thì chúng ta sẽ sử dụng tùy theo là đường nối với cục đẩy, chúng ta đấu thẳng jack canon như em đấu đây. Còn các bạn nào mà đấu âm ly thì bọn em sẽ có cái đầu chuyển đổi từ canon ra hoa sen để các bác đấu hai cái đường này xuống âm ly, xuống đường vào của âm ly. Đấy, đây là đường ra cục đẩy. Thì còn lại là chúng ta sẽ cắm mic thôi. Cắm mic thì tùy theo như các bác nhá. Ở nhà các bác dùng mic không dây hay có dây, nếu mà không dây thì chúng ta cắm ngay đằng sau đây, 1 2 3 tùy theo cổng nào cũng được. Còn với những bác mà dùng mic có dây đấy thì các bác lưu ý là cắm đằng trước cũng được, cho nó tiện cho các bác. Đây, ví dụ như cái này là mic có dây chẳng hạn thì các bác cắm vào trước đây. Cái cổng trước và cổng sau thì nó chức năng nó tương tự như nhau thôi, chúng ta đấu vào đâu cũng được. Rồi cuối cùng là chúng ta cắm nguồn. Và các bác lưu ý là phải tắt hết cục đẩy trước, tắt hết vang trước, tắt hết nâng tiếng trước, sau đó mới cắm nguồn nhé. Sau đó chúng ta sẽ bật lần lượt. Rồi bây giờ em đã cắm nguồn xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ bật lần lượt nhé. Các bác khi bật thì các bác bật lần lượt từ trên xuống dưới, nâng tiếng vang xong đến cục đẩy. Khi tắt thì các bác tắt cục đẩy trước, vang xong đến nâng tiếng. Đó, bật nâng tiếng này, bật con vang này, và cuối cùng mới bật cục đẩy. Và trước khi bật cục đẩy các bác lưu ý là cho nhỏ âm lượng trên con vang hết cỡ nhé, hết cỡ. Rồi sau đó chúng ta bật cục đẩy lên. Vừa rồi em bị lỏng cái dây nguồn của con vang. Rồi nó cắm chặt lại rồi. Với cái con vang KM50MX phiên bản mới nhất hiện nay thì cái chế độ 6 là cái chế độ hay nhất. Và chúng ta không cần phải căn chỉnh gì cả. Chuyển chế độ 6 là chế độ hay nhất, ai cũng hát được, vừa echo vừa pha lẫn reverb, tiếng rất là hay, ngọt ngào. Sau đây em sẽ mở nhạc lên và hát thử, test thử luôn cho các bác một đoạn karaoke nhé. Hiện tại thì các đồng nghiệp của em đang đóng hàng nên có những cái tiếng cọt kẹt của băng dính, các bác và anh em thông cảm nhé. Rồi, nhạc đã lên rồi. Em sẽ chỉnh qua lại một chút để nó hợp với cái giọng của em. Yêu nhau tuổi thơ ngây, tôi viết bài thơ tặng người. Khi cuộc tình lên ngôi, say đắm thiên đường, dệt mộng ước chung đôi. Ngỡ hiền vui ngờ đâu
đường hoa hồng pháo cưới em về vui duyên mới. Em đi bỏ lại tôi, cay đắng vẫn thơ ngậm ngùi, thơ nặng nồng men cay lem máu tim mình, đời buồn những cơn say, khói thương từ từng đêm dài tôi đốt, đốt cháy đời, ôi tình sâu không cuối. Thơ say, tôi giao bán vẫn thơ say. Những thơ chẳng ai muốn, hàng thơ không người nghe. Vì thơ say nên hồn thơ buồn quá. Bên hiên đời chiều mưa, thơ ban sạch cho người rồi. Mưa sụt xuôi mưa rơi, bạn hết thơ rồi, càng lạnh nỗi đơn côi. Biết chẳng em và thơ là linh hồn tôi đó, mất hết rồi, tôi còn gì em mơ. Vâng, vừa rồi và các bác và anh em đã trải nghiệm một bộ combo gồm hai thứ, một chiếc nâng tiếng TDA Acoustic mang model là CB600 và một chiếc Vanker KM5FX. Hiện tại thì đến thời điểm hiện tại thì con KM5FX này vẫn là dòng bán chạy nhất từ năm 2018 tới năm nay, năm 2019. So với phiên bản 2019 là KM8FX thì con KM5FX này nó chỉ thua kém ở cái phần kết nối thôi, Bluetooth và cổng quang thôi, chứ còn bản thân của nó, con vang này nó vẫn rất hay các bác nhé, vẫn rất hay cho tới thời điểm hiện tại. Nếu mà các bác và anh em không có nhu cầu kết nối về Bluetooth, không nhu cầu kết nối vào cổng quang thì đây vẫn là lựa chọn hoàn hảo cho karaoke gia đình. Và chúng ta có thể lắp thêm nó với những cái chiếc nâng tiếng như em đang ghép đây. Đây chính là cái lựa chọn của anh Dũng, thật là sáng suốt. Cảm ơn anh Dũng đã tin yêu và ủng hộ cho Hoàng Long âm thanh số chúng em. Và sau đây anh em chúng em sẽ xin phép dừng video ở đây. Mọi thứ bọn em đã căn chỉnh các thứ cho anh rồi. Và cũng như cái video này thì đã hướng dẫn cho anh cái cách kết nối, nó rất là đơn giản. Và nếu như trong quá trình mà sử dụng anh có vấn đề gì khó khăn, anh có thể liên hệ trực tiếp với bên em theo số điện thoại hotline ở trên màn hình, hoặc là số điện thoại này. Đấy, đây là số điện thoại 24/7 luôn các bác nhé. Rồi, thay mặt cho anh em công ty rất là cảm ơn anh. Và xin chào và hẹn gặp lại anh nhé.